Như vậy là con rơi thì lại bắt con muỗi. À, yêu cầu là hỏi là từ lúc mà khoảng thời gian con rơi kể từ khi phát sóng siêu âm thì sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì con rơi lại là gặp được con muỗi. Thì bài toán của ta như sau. Là giả sử lúc bắt đầu phát con rơi nằm ở A, con muỗi nằm B, chúng chuyển động lại gần nhau sau khoảng thời gian delta t thì hai con gặp nhau hai con gặp nhau nghĩa là con rơi đi được một quãng đường là v 1 nhân với delta t v 1 là vận tốc của con rơi và con mũi đi được một quãng đường là v 2 nhân với delta t vậy ở đây là delta Giả sử sau khoảng thời gian delta t hai con gặp nhau thì quãng đường của con rơi đi được là lấy vận tốc con rơi nhân với thời gian và quãng đường con mũi đi được là vận tốc con mũi nhân với thời gian. Và ta thấy rằng cái hai cái đoạn đường cái này cộng lại bằng AB. Vậy thì có nghĩa là V1 delta t cộng V2 delta t thì bằng AB. Vậy suy ra cái thời gian delta t đây là bằng AB chia cho V1 cộng V2. Và trên này cái này là 19 cộng với 1, à 19 cộng với 1. Như vậy còn tìm mỗi cái trên này cái AB bằng bao nhiêu nữa là xong. Thì ta sẽ tìm được khoảng thời gian đó. Để tìm được cái khoảng này thì ta lại phải dựa thông tin tiếp theo này. À ngay sau khi à, con rơi nhận được sóng này sau 1 phần 6 giây kể từ khi phát Như vậy sau khi phát được 1 phần 6 giây Thì con rơi nhận được tín hiệu phản xạ à. Nhưng lúc đó chưa vẫn chưa gặp con mũi Vậy thì lúc bắt đầu phát là con rơi ở đây Con mũi ở đây Giả dạ sử à, thì nó phát sóng siêu âm Sóng sẽ đi 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 đến đây Đi đến đây thì đúng lúc này thì con mũi đi đến vị trí này Vị trí này gọi là vị trí m thì sóng phản xạ lại quay trở lại và quay trở lại thì đúng lúc này thì lại con con rơi lại đi đến chỗ này đi đến đây đến đến điểm này gọi là điểm điểm n như vậy sau khoảng bắt đầu từ phát đây thì sóng siêu âm sẽ đi như này quay trở lại thì mất 1 phần sáu giây và trong khoảng thời gian đó thì con rơi đi từ đến đây cũng mất 1 phần sáu giây Đấy. như vậy ta dựa tiếp thông tin nhé sau 1 phần 6 giây Thì quãng đường con rơi đi được Quãng đường con rơi đi được Sau 1 phần 6 giây Thì quãng đường con rơi đi được Là AN Bằng V1 Nhân với 1 phần 6 à, 1 phần 6 giây à, V1 chú ý là cái này là 19 Như vậy đây là 19 phần 6 M à, Sau 1 phần 6 giây Thì con rơi đi được quãng đường AN bằng 1 phần 6 m Còn sóng siêu âm đi được thế nào? Trong lúc đó sóng siêu âm cũng đi như này, đi này, đi này, quay trở lại Thì mất 1 phần 6 giây Có nghĩa là tổng quãng đường sóng siêu âm đi Đó là A A M N Thì chú ý A M N đây Quãng đường đi được của sóng siêu âm là A này M này Quay trở lại thì đây chính là bằng là an cộng 2 mn an cộng với 2 mn thì quãng đường đi được của sóng rêu âm thì bằng vận tốc của sóng âm nhân với thời gian đi thời gian đi là 1 phần 6 vận tốc cái này là theo bài ra vận tốc của sóng âm trong không khí là 340 340 340 như vậy đây thành là 170 phần 3 m như vậy trong 1 phần 6 giây thì con rơi đi được quãng đường AN là bằng vận tốc nhân thời gian là 1 phần 6 thì được 19 phần 6 giây còn à, mũi à, còn sóng siêu âm đi được sóng siêu âm đi được quãng đường sẽ là AMN thì quãng đường sóng siêu âm đi được sẽ bằng vận tốc sóng âm nhân với thời gian với thời, thời gian Đấy. À, và bây giờ vì trên này AN cái này ta đã biết được là 19 phần 6 rồi Vậy từ đây ta suy ra cái MN MN sẽ bằng 26,75 26,75 Như vậy AN tìm được là 19 phần 6 Và MN là 26,75 Như vậy để tìm cái khoảng thời gian delta T Thì ta phải tìm AB AB thì ta lại biết AN Đây là bằng 19 phần 6 rồi Đoạn này 26,5 Vậy còn cái đoạn BN nữa là BM nữa là xong Để tìm BM Thì ta phải biết thời gian con mũi đi từ B đến M à, Thời gian con mũi đi từ B đến M Và các em chú ý là Sóng âm bắt đầu phát từ A Thì con mũi bắt đầu chuyển động như này. Như vậy thời gian con mũi đi từ B đến M thời gian con mũi đi mày bằng thời gian sóng âm đi từ A đến M. Đây, như vậy ta chú ý này. Thời gian con mũi đi từ B đến M thì bằng thời gian sóng âm đi từ A đến M. Mà thời gian sóng âm đi từ A đến M thì bằng quãng đường AM chia cho vận tốc truyền âm. Quãng đường AM thì bằng 19/6 cộng với 26,75 chia cho tốc độ truyền âm là 340. Như vậy cộng với chia cho 340. Như vậy cái này sẽ bằng là 359 phần 4000 080 giây như vậy ta tìm được thời gian con mũi đi từ B đến M Sau khi tìm được thời gian con mũi đi từ B đến M Vậy thì từ đây suy ra quãng đường BM Quãng đường BM mà con mũi đi được BM sẽ bằng là vận tốc con mũi Vận tốc con mũi là V2 Nhân với thời gian đi Thời gian đi là BM Như vậy là 1 à. Nhân với 3 100 59 phần 4080. Đấy. Đây là thành là mét b -b m bbm Như vậy ta tìm được bm là bm đây là 359 phần 4080 m. Vậy thì AB biết được rồi. Như vậy AB sẽ bằng 19/6 cộng với 26,75 cộng 359 phần 408. Vậy thì khoảng thời gian delta T sẽ bằng AB 19 phần 6 cộng 26,75 cộng 359 phần 4080 chia cho 19 cộng 1 là 20. Như vậy bài... cộng 26,75 cộng 19/6 chia 20. Như vậy cái này xấp xỉ bằng 1,5 giây, xấp xỉ bằng 1,5 giây. Có nghĩa là sau khoảng thời gian 1,5 giây kể từ lúc phát thì con rơi và con rơi gặp được con mũi như vậy uh, ta chọn trùng với, với đáp án chọn đó là đáp án B. Đây. Thầy nhắc lại bài này, bài này nó không khó nhưng đòi hỏi phải tính toán uh, tính toán của cái um, kiến thức uh, vật lý lớp 2 cấp 2, vật lý cấp 2. Ở chỗ là uh, khi hai con con rơi con muỗi ở hai vị trí AB thì lúc này con rơi bắt đầu phát sóng siêu âm. Đây thì hỏi sau khoảng thời gian bao nhiêu thì gặp nhau thì nếu như gọi, gọi thời gian delta t là để cho hai con gặp nhau thì lúc đó quãng đường con rơi đi được là v1 nhân delta t quãng đường con mũi đi được là v2 delta t vậy thì tổng hai quãng đường này chính là ab có nghĩa khoảng thời gian delta t sẽ bằng ab chia cho v1 và v2 v1 biết 19 v2 bằng 1 vậy tìm cái ab nữa là xong tìm ab là xong để tìm ab thì ta dựa vào tiếp thông tin là sau 1 phần 6 giây 1 phần 6 giây Thì con rơi nhận được tín hiệu phản xạ trở lại Vậy thì ta chú ý là sau 1 phần 6 giây thì sóng âm đi từ A đến M Bởi vì lúc này con mũi đến được vị trí M nó phản xạ lại điểm N Và đúng lúc này thì con rơi đi đến này Như vậy sau 1 phần 6 giây con rơi đi được đoạn đường AN bằng vận tốc nhân với thời gian 19 phần 6 Còn sóng âm thì đi được quãng đường là AMN AMN thì chỉ cho bằng AN cộng 2 MN AN cộng với 2 MN Và thời gian đi của sóng âm thì bằng vận tốc sóng âm nhân với à, quãng đường đi sóng âm sẽ bằng vận tốc nhân với thời gian đi à, Và là 170 phần 3 Như vậy thì từ đây ta sẽ thấy là biết được đoạn này biết được tổng này thì ta tìm được MN là 26,75 Sau khi tìm được MN đoạn này 19,6 đoạn này là 26,75 Vậy để tìm AB thì ta tìm đoạn BM Mà để tìm BM thì ta phải biết là Đoạn đường BM sẽ bằng vận tốc của con mũi nhân với thời gian đi Thời gian con mũi đi từ B đến M thì Bằng thời gian sóng âm đi từ A đến M à, Sóng âm đi à mà Mà thời gian sóng âm đi từ A đến M thì bằng quãng đường AM Chia cho tốc độ truyền âm Và tìm được kết quả này Đó là thời gian Từ đó suy ra quãng đường BM chỉ bằng vận tốc con mũi nhân thời gian đi à, và ta tìm được đây là BM sau khi tìm được xong các đại lượng thì ta thay số này AB sẽ bằng à, AN cộng MN cộng với BM cộng ba cái lại chia cho 20 Đấy. 19 cộng 1 20 Đấy. bài toán nó không phải là khó à, bài toán đây là bài toán kiểu của vật lý cấp 2 Đấy, em chú ý chỗ đó còn lớp 12 chỉ động với cái từ là sóng siêu âm thôi Chứ còn thực chế tới đây lại chính là bài toán ở lớp 9 đúng hơn. Và tháng lớp 9.